Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, tuy khi sung thần ý, thấu kiều ý thiên, nhang giả chí thành đăng bảo an, nguyện nghỉ cầu đệ tử đắc bình an ni, Nam thủ nền an vương thất ni, chuyển pháp luân ni, Phật Nhật ni, Tăng Huy ni. Nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, chói chói hiệu Phật này gì ý đà, ngự trước tòa lưu ly bảo điện ý, Phật tự nhiên đi. Tiêu thiêu nhã nhạc dưới trên cửu long ý, đức tòa thì nay vàng rỡ rỡ ơi, phóng hào quang rực rỡ ơi, vân niên thank you.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Vô Lượng. We'll be right back.
bán bông ma yêu vô đắc sở duyên thời khắc hữu quay Phật hóa giao trùng hữu nga hộ chân ngôn vãng phản thăng hoàn hàm tuân Phật chỉ phong hỏa phục hành phân minh thông tiến tu trí quan phát giả hữu quan ngưỡng phi thiên tật điệp sứ giả án hạ trần thượng thiên phủ tứ thiên sứ giả án hạ trần thượng địa phủ diêm ma sứ giả án hạ trần thượng thủy phủ không hành sứ giả án hạ trần thượng đường cảnh thổ địa linh quan án hạ trần thượng Tuế thứ tân sửu niên thập nhị nguyệt thập lục tân mùi nhật các thời phát quan đan điệp tự công nghi bác sứ giả danh trình thường công tào đương làm pháp sư đại đức thích thiện sơn phục hành hoa áp ma phật ma dễ chính linh chi cảm thị thánh thì hiền cưỡng đại ngô hốc chi giam vắng phản tu du chính tuế cung huy sứ giả bao lực là ốc hồng đứng đầu thì tướng bảo khôi kỳ mỹ trưởng thanh tú nhơn như tinh hoa bộ được vân phi tam giới toàn thu tứ phương xuất nhập kim tắc trà thu hương đảm tâm quý phi ni hoa quả trung kinh cảm trần tâm tính tống nóng giả vọng kỳ thiết thiết kỳ cẩn giả tâm tại trùng trùng cụ hữu quan quan chạm từ đài lẽ phi ni dụng bằng tâu và tiến đề thừa tín chủ nhất tâm kỳ cẩn thành những phiền sứ giả tốc tê trình trùng thánh giả chính nhất quê tinh bách vạn hòa thủ kim cương đại thần thông lực lực Phật tốc phù hộ tấu văn thử thời thượng là sở ngộ văn chỉnh ba tuần hoài đạo thiền là giới đẳng bất động họ hoành hát triệt như vì thiết phó phong đô nghi luật trị tội Chỉ kim cương chữ chu diệt tiêu ma ba tuần hoài đạo số quỷ quân ta sự vô trương lại cảnh thượng long xa hát triệt văn tự đầu phá như nga lực sĩ phụ chú đà na bà nội thiết đê úm mầm già na từ thông tam giới tâu đạt đi ngã tu du khoảnh khắc thỉnh ngã long xa thánh thiện chứng giám công đức hạ xa nhất thiết hình mệnh nôi nhận bao la kim đẳng hóa võ hỏa tốc tôn ba thế thứ tân đã xỉu liên đông thiên thập thập nhị nguyệt trung tuần thập thập lục nhật thời hình đại thánh phổ an tỳ cảm ứng dân gian chiều hướng huệ thánh đại đức thiền sư bồ tát Thank you.
cung cứu thiếu đa chết về người trên trời xưa chỉ làm phương lòng người trong sáng như quyền người khai quản đề bốn phương y trên trời cửa thiếu cửa đoài bên đông cửa thiếu cửa đoài cửa lam cửa suốt mãi ngoài bạch bạch long Quân kêu đi anh đường.
chén quỳnh, tay tiên rót thì ơi bản loan vào rót rượu mừng mừng vui. Chúc người đức công ngài vạn vạn tuế thay thay cùng ngài giang phúc muôn muôn dân dân đều an cát khánh.
đằng giang hội đồng chư thương ơi ơi kéo quân quân về cho tới chỉ lăng chuông kêu cò phất trông dòng tay trèo chân dầm bi huy hùng tài hiên ngang về cho tôi chỉ là thành ra hồi đời chân thi mở mang nam hải đức đệ tam người dòng dõi kiếm chi cây cân cân ba rằng này
Hoàng lật gật thách chua tiền trung cao lăng sao cả sao từng đi mất mất chúng sinh cô ngã kinh tịch tịch lệ cai quang và chính ta là diên sớ đẹp kim ngân này dâng lên sớ đẹp kim ngân na ông về hạ bút đi chua phê rõ ràng thì cho ai cháy trường sinh sinh viên cho ngài chúng trường sinh chúng chúng phụ chúng quý vì cho giáo giảm vì cho phước mạnh tham cường phúc mạnh đôi đường về cho phúc mạnh đôi đường đầu năm chi quý độc đồng tài đề đang chứng dòng dòng lại lại ra dòng dòng lặng tai qua bốn mùa phẳng lặng tai qua ai đầu lặng tiếp lộc lộc cuối lặng tiếp tài hạ về giải ách trừ tai
đời chân thì mở ghi mang làm hải ơi đức đệ tam ngài dòng dõi kim chi bao phép giáp mã chi kỳ đã đành pháp đẳng lại đi phàm chân bồng bồng khai tránh sao
gọi đại hoàng quân cô đôi, tên gọi đại hoàng công minh chính trực nghe đảm đang.
truyền thiết độ văn ơi vương cô bây giờ ngài chắc sáng anh lịch trước về bảo hộ gia đình 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 hai chữ trường sinh về cho hai chữ trường sinh đa tài đa lộc hiền vinh đời đời phi cho hai chữ trường sinh. Công anh Phật Thánh à,
tam phủ hả, công đồng hả, quân vô đề nghị chứng tâm cho họ phạm tức họ đinh hả, họ trần đồng dương môn ca quyến đã đồng ra vũ tiểu hả. Chiều đình có giặc phạm mề nhan nê vương vô toán nê dẹp cho an nê nước nhà thuở bây giờ. Chúng chúng yên đâu chi quyết một lòng, quyết một lòng vương vô thờ chúa mi an nê dân dân nê. Dâm lẽ tử khẩn thầm thầm mà khẩn rằng rằng hối oai thấu lòng cho ai chắc chắc và lại thêm và lại thêm lại thêm tài lòng lòng chi tâm tâm chí tâm tâm mi phó cho ai thiết nhiên địa đôi vai quỷ thần lòng 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 con lòng lòng con lòng con bồ đạo nhất nhất tâm tâm mơ con bồ đạo nhân nhân tâm tâm đi thì cô ơi xuống chừng 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 cho ai phen này công 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 đây đây công đây lễ bái suốt đêm ngày